Vâng ạ, xin chào 500 anh em nhá. Xin chào 500 anh em đang học két và đang theo dõi kênh của mình. Vâng ạ, trong video này hôm nay thì mình quay trở lại, mình chia sẻ và trả lời cho bạn một câu hỏi liên quan về AutoCAD nhá. Cô bạn, bạn bạn Mạnh Trường thì phải. À Mạnh Tùng. Vâng, không biết bạn Mạnh Tùng có đang xem video. Hãy bấm like nhá. Hãy comment ở bên dưới xem bạn Mạnh Tùng bạn có đang xem video thì bạn bấm comment ở dưới để điểm danh nhá. Thì các bạn ạ, bạn ấy gửi cho mình một câu hỏi, đó là em đang dùng cái bản két là bản 2014 ở đây. Đây mình chụp lại cái tin nhắn của bạn ấy gửi đến cho mình. Thì vấn đề của bạn là bạn không sử dụng được một cái clip, nó clip cắt đêm. Cái clip này là clip huyền thoại trong anh em dùng két rồi đúng không ạ? Cái clip này thì gọi như là chúng ta phải dùng như là ăn cơm ăn canh mỗi ngày thôi khi mà chúng ta dùng AutoCAD. Thế thì bạn ấy đang gặp vấn đề là khi bạn ấy load được cái clip vào, đây bạn ấy có load được cái clip nhưng bạn ấy không dùng được. Đấy. Thế thì bạn ấy có mang đến trường, mang cái laptop máy tính cá nhân của bạn ấy đến trường hỏi thầy giáo, thì thầy giáo bảo là cái cắt đêm, cái clip cắt đêm này nó bị trùng lệnh rồi các bạn ạ. Đấy, em ạ, cái clip này của em bị trùng lệnh nào đó trong két rồi. Đấy, nhưng mà thầy có mách như vậy thì đúng. Nhưng mà thầy lại không mách cho là phải làm như thế nào các bạn. Thế thì bạn Mạnh Tùng này hơi bị đen. Đấy, chia buồn cùng em. Đấy ạ. Đấy, thì bạn ấy có tìm đến tôi thì tôi có đọc cái câu hỏi này thấy cũng hơi bực mình, bởi vì là thầy gì mà lại không có thể là tận tâm và chỉ cho em một cái con đường nó giải quyết cuối cùng như vậy đúng không ạ? Thế thì ok, chúc mừng em, anh sẽ giúp em giải quyết được cái vấn đề này đấy ạ. Thế thì mình có xin được cái clip két của các bạn ấy về, bạn ấy đang dùng đấy, thì để xem tìm vấn đề như nào đấy. Thì bạn cũng bảo là bạn tải trên mạng thôi đấy ạ. Đấy, ok. Thế thì mình đã mân mê thì mở két lên chỉ trong khoảng tầm một phút mốt thôi thì mình đã nhìn thấy vấn đề ngay. Đấy, thì đây là một cái phần mềm AutoCAD mình đang mở trên màn hình nhá. Đấy, thì đây là một cái bản vẽ mình đã mở sẵn lên để làm tiện làm cái ví dụ các bạn. Thế thì đây là cái file clip mà bạn ấy gửi cho mình. Đấy. Đấy, cái file clip này. Mình copy đây. Đấy. Thì đây là một cái clip mà bạn ấy đã gửi cho mình, thì mình thử loát vào. Đây, thì cái bản két mình đã xóa hết tất cả những clip mình đã hay dùng ra. Đây, các bạn thì mình có thể kiểm tra lại AP nhé. Đây, vào phần content này, content này là các bạn thấy là file clip bằng trống bằng không đúng không ạ? Đấy, không có gì cả, mình sẽ loát mới tương tự như các bạn mà đang mới cài két, mới dùng cái AutoCAD thôi nhá. Đấy, thì các bạn có thể loát cái clip vào bằng cách nào đúng không ạ? Một cách mình nhanh nhất đúng không ạ? Đấy, là các bạn kéo thẳng cái clip này, bạn tải đâu đó về trên mạng, bất kỳ clip nào bạn kéo thẳng vào két cho mình, nhớ là két phải mở rồi nhá thì mới kéo được vào cái môi trường làm việc của nó đó. Thì với cách kéo này thì các bạn chỉ sử dụng được một lần duy nhất thôi. Khi các bạn mở cái phần mềm AutoCAD lúc đấy làm việc, nếu bạn tắt nguồn đi, tắt file két đi thì các bạn sẽ phải loát lại đấy. Ok, thế thì cái cách này thì khi mình loát vào thành công rồi đúng không ạ, nó báo thành công rồi đấy ạ. Đây mình kéo lại một lần nữa cho các bạn xem nhá, kéo vào này. Đấy, kéo ok, bạn để xem cái câu lệnh này. Đây. Thế thì câu lệnh của loát của họ nó đây nó là gì? Lệnh C này, BD này, các bạn thấy không? Câu lệnh của nó là BD. Đấy, tạm thời mình có một từ khóa gợi ý đấy. Các bạn có thể kéo cái câu lệnh lên để bạn xem những clip nào mà nó có câu lệnh gì, bạn có thể kéo ở đây. Đây là một một cách, nhưng mà cách này mình không hay dùng. Bạn thử gõ BD này. Đấy, BD trên bàn phím. Đó, bây giờ bạn có thể quét chọn vào cái đêm. Đấy, mình đang làm thao tác mà bạn nào cũng đang biết rồi đúng không ạ? À, sao đây ạ? Thì cái lệnh này nó lại báo chúng ta là cái lệnh này là lệnh mà đảo ngược đêm mà thế mới đen, nó không phải lệnh cắt đêm cơ đúng không ạ? Thế thì lệnh cắt đêm thì vào thẳng một vấn đề nhá, thì khi mà với những tất cả những cái clip mà các bạn có cái tên file là LSP này, LSP đây, đây mình ghi lên các bạn này, đây này. LSP đây thì các bạn có thể xem được cái clip này bên trong là có cái gì nhá. Thì bình thường đúng là nếu bạn bạn Tùng mà bạn ấy clip loát cái clip này vào rồi thì bạn ấy gọi là CD đúng không? CD như bình thường, bởi vì là clip cắt đi mà thường là các bạn hay biết là CD đúng không? Đấy, thì ở đây này là CD kết để lệnh có sẵn trong máy thì không 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 có cái lệnh CD đấy. Thế thì vấn đề đó là gì? Chắc là cái lệnh này nó đang bị đổi rồi. Thì bạn có thể vào đây xem. Đấy, mình đã nghi và mình vào đây xem thì nó đã bị đổi thật, tức là cái người người ta tạo cái clip này mà ném trên mạng thì người ta lại không cho cái tên lệnh nó chuẩn. Đây mình zoom lên các bạn xem này, bạn Tùng bạn xem rõ nha, bạn Tùng đang xem video xem rõ nha. Đây này,
Thì bạn có thể mở lên thì trong vô số những câu lệnh mà gọi là của lập trình này, thì các bạn cũng không phải quan tâm quá đâu. Các bạn tìm ngay mấy dòng, hai ba dòng đầu tiên thôi, thì nó cái chữ defunct C này, tất cả các lệnh DIM nếu các bạn mở ra xem được, có cái file này, đuôi chấm .lsp đấy, là bạn thể đều mở xem được, và mở xem kiểu gì cũng có cái dòng này. Các bạn cực kỳ lưu ý cho mình nhá, defunct C này. Đấy thì ngay dấu hai chấm này nó là cái lệnh của cái lib đó. Thì bạn bằng mắt thường bạn có thể quan sát thấy là đây là cái gì ạ, lệnh cf đúng không ạ, hai ký tự là cf vào đây đó. Thì bạn tùng mãi đi gõ lệnh cd thì chết dở rồi, mình gõ lệnh cf vào đây nhá. Đấy, cf đấy. Cf nghe vẻ như là cú pháp của cái bộ môn thể thao đột kích tuổi thơ dữ dội của mình thì phải. Tuyệt vời không ạ, bạn tùng bạn thấy cảm thấy hài lòng chưa ạ? Đúng năng vấn đề của bạn không ạ? Đó, mình đã cắt được theo ý muốn, cắt thử cái đi bên dưới này đi, cắt cho nó nhỏ nhỏ xinh xinh đi. Đấy, cắt cho nó ngắn đi, hoặc là kéo nó dài ra được nha, chứ không phải là cứ cắt là cắt mà không thể nào nối kéo dài được. Ok, vâng ạ, các bạn đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi đúng không ạ? Và cái chính ở đây là cái clip bạn ấy loát vào thì là đúng, nhưng mà cái câu lệnh mà bạn ấy gọi tên nó để bạn sử dụng nó thì bạn lại đang gọi nó sai, bởi vì là cũng là một phần bởi vì bạn ấy là người mới học két, bạn cũng chưa hiểu tường tận hết đấy. Thì cái người mà người ta up lên lắp up cái clip này lên thì bạn ấy lại không cho cái câu lệnh cf này lên, mà để cho anh em gọi là dân mạng thì hay quen với lệnh lệnh cd đấy. Thế thì cách các bạn cách bạn Tùng bạn cần phải làm gì ạ? Đấy, nếu mà bạn vẫn giữ cái clip này bạn dùng thì các bạn ấn cái clip CF nhá, là gõ lệnh CF. Còn nếu không bạn có thể hoàn toàn đổi, các bạn này gõ là CF thì bạn lại đổi thành chữ F thành chữ D được nhá. Đấy, sau đó ấn nhấn vào file chọn gì? Save lại. Đấy, nếu bạn đã quen với tất cả những bạn nào mà đã quen với cái lệnh là CD rồi thì bạn mở ra xem kiểm tra là cái lệnh này phải lệnh CD không. Nếu mà chưa phải lệnh CD thì bạn có thể là gì? Đổi thành CD và bạn ấn save vào. Ấn save vào sau đó thì bạn gì loát lại lần nữa cho mình, phải loát lại nha thì nó mới nhớ được nha. Ném thả vào đây, mình ném thả vào vào để nhỉ, nó lại kéo thả được, giờ lại không kéo, nó đang hiện. Thôi mình dùng lại AP cũng được, các bạn truy xuất cái đường dẫn của nó cũng được nhé. Đây loát đấy, nó báo là loát thành công đây. Ok chưa ạ? Close, bây giờ bạn gõ CD được không ạ? Đã có lệnh CD theo ý của bạn. Nếu như bạn nào đã quen dùng lệnh CD rồi thì chúng ta không muốn đổi sang lệnh khác, phải nhớ quá nhiều những câu lệnh, thì bạn đã gõ lệnh CD thành công, mặc dù là vẫn trên cái file lệnh mà bạn Tùng bạn gửi cho mình. Ok, không biết là em Tùng em đã có mặt ở đây thì em thử test lại xem là đã dùng ok chưa nhá. Và nên vấn đề nó rất là đơn giản như vậy thôi, và cũng là một cái kinh nghiệm để cho các bạn khác nào mà đang xem được và đang có cái vấn đề liên quan về lip két hoặc là câu lệnh của lip thì qua đây mình nghĩ là rất là hay, mình giải đáp cho các bạn. Ok, video này thì cũng đã trả lời thắc mắc cho bạn Tùng rồi. Nếu bạn nào mà thấy hay thì cũng hãy comment ở dưới dòng mô tả, dưới dòng bình luận video này nhé, để cùng chung ý kiến và quan điểm. Và hãy ủng hộ kênh video của mình về chủ đề về AutoCAD, thì sắp tới mình sẽ ra nhiều những cái kiến thức về AutoCAD hơn nữa, cũng như là những cái thư viện AutoCAD. Và dài rồi, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh và like kênh của mình nha. Xin chào, mình là Nguyễn Quang Thuận. Xin chào.